bởi cách tìm ra đam mê nghề nghiệp từ sâu bên trong của bạn. Bạn đang loay hoay giữa muôn ngàn câu hỏi về nghề nghiệp thực sự dành cho mình. Bài viết sau sẽ gợi ý cho bạn những cách áp dụng để tìm ra được công việc định sẵn cho bạn. Điều thứ nhất, hãy lập danh sách những điều bạn có thể làm tốt. Hãy cố gắng nhìn nhận một cách đầy đủ về những gì bạn có thể làm tốt, kể cả khi những điều đó không có vẻ gì là có thể phát triển thành một sự nghiệp. Tốt nhất, bạn nên lập một danh sách càng cụ thể càng tốt, dù cho bạn giỏi giúp đỡ, an ủi người khác, hay giỏi vẽ, hay viết, hay thậm chí là nói, giỏi đi học, hay là một học sinh chăm chỉ đi nữa, bạn cũng hãy viết hết nó ra trong danh sách ấy. Điều số 2, tìm điểm giao giữa hai bản danh sách nêu trên. Để tránh rơi vào những lựa chọn hão huyền như đăng ký học làm bác sĩ phẫu thuật trong khi bản thân thấy máu là ngất xỉu chẳng hạn, hãy lựa chọn tin tưởng vào những gì bạn đã hiểu rõ về bản thân mình. Bạn thích thú với công việc gì? Bạn có những sở trường, năng khiếu gì để làm tốt công việc đó? Hai yếu tố này được xác định là giao điểm của hai bản danh sách bạn đã lập. Một khi đã hiểu rõ về bản thân mình, bạn chẳng còn phải sợ lạc trôi trong muôn vàn sự lựa chọn nghề nghiệp của thời đại nữa. Điều số 3, hãy tưởng tượng bạn đang ở tuổi 80 và sắp lìa xa cuộc đời. Hãy đặt mình vào viễn cảnh này và thử nghĩ đến điều bạn tự hào khi để lại cho hậu thế. Khi bạn lìa xa cõi đời, điều gì sẽ khiến bạn tự hào vì mình đã sống? Điều gì sẽ khiến bạn hãnh diện với chính bản thân mình? Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể là ngọn đèn dẫn đường cho bạn đến công việc thật sự dành cho bạn. Điều số 3, bạn thường thích làm nghề gì khi còn nhỏ? Những nghề nghiệp bạn nhập vai khi còn nhỏ không nhất thiết là nghề nghiệp thực sự của bạn khi lớn lên, nhưng nó mang biểu tượng các xu hướng công việc của bạn sau này. Nếu khi còn nhỏ bạn thích làm giáo viên, bạn có xu hướng thích các công việc liên quan đến hướng dẫn, dẫn dắt. Nếu bạn thích làm phi hành gia, bạn sẽ muốn khám phá và chinh phục điều gì đó vượt ra khỏi cuộc sống đều đặn, tẻ nhạt. Những nghề nghiệp khiến chúng ta mê mẩn từ thuở còn bé là hình ảnh phản chiếu con người thực bên trong mỗi chúng ta. Vì thế, hãy nhớ đến ký ức và ước mơ tuổi thơ để cảm thấy bớt hoang mang hơn ở tuổi trưởng thành, bạn nhé. Điều số 6, hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn làm mỗi ngày. Hãy nghĩ về việc bạn muốn làm mỗi ngày chứ không phải chức vụ hay mỗi danh hiệu hào nhoáng. Điều gì khiến bạn hứng thú mỗi ngày và có thể dành 8 tiếng một ngày để có thể hoàn thành, kể cả khi có gặp khó khăn và thử thách. Nếu bạn chỉ tập trung nghĩ về những hình ảnh chung chung, tôi sẽ trở thành một phiên dịch viên, tôi sẽ trở thành một giám đốc đa tài. Thực chất, bạn chỉ đang để tâm đến cách nhìn của người khác nhìn vào cuộc đời bạn, chứ không phải bạn muốn sống cuộc đời của bạn. Hãy trân trọng cuộc đời của chính mình và sống cuộc đời của chính mình. Điều số 7, điều gì khiến bạn cảm thấy an bình với chính bản thân mình? Không phải sự vui vẻ hay thậm chí cảm giác hạnh phúc. Những cảm xúc này thường bột phát và bạn không nên dựa vào chúng để lựa chọn nghề nghiệp, sự nghiệp của cuộc đời mình. Hãy tập trung để ý đến những điều giúp bạn cảm thấy an lành và bình yên với chính tiếng gọi nội tâm của chính mình. Chỉ bạn hiểu bạn nhất. Khi đã tìm được một công việc như vậy, đừng dễ dàng từ bỏ chỉ vì sự nhận xét của những người xung quanh. Và hãy nhớ nhé, hãy làm điều gì bạn có thể dành cả ngày để làm nó. Và sau này, biến đam mê trở thành thu nhập. Bạn thấy hạnh phúc với nghề nghiệp đó, bạn thấy yêu nghề nghiệp đó. Chìm mình trong nó, bạn cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Và đó là 7 cách để tìm ra đam mê nghề nghiệp từ sâu bên trong bạn. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị an yên và hạnh phúc trong cuộc sống và công việc.